Dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 25 tháng 9 năm 2022 mọi người. Thì hôm nay bên em về được một ít lân rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Đấy. Rồi thì cũng khá lâu rồi thì em mới có được vài hình lan về mà. Thì hôm nay nó cũng rất là hạn chế, bà con đi về thì nó cũng có nha mọi người. Đấy. Rồi thì về được cái gì thì em bán cái đó nha mọi người. Đấy. Rồi hôm nay bên em cũng chưa có cái mặt hàng chè dây rừng để gửi tặng cho một số khách này, nếu chưa dùng thử thì mọi người ấy nha. Hôm nào có thì em sẽ tiếp tục cái chương trình tặng chè dây rừng cho khách dùng thử. Thì mọi người xem ấy này kia thì nếu khách nào uống rồi thì có gì phản hồi lại cho em biết nha. Đấy. Thì sắp tới thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cái mặt sản phẩm chè dây rừng. Đấy. Rồi thì hôm nay là lan về có thứ nhất là lan chu đình vàng, có một số thì gọi là chu đỉnh vàng. Tiếp theo là một cái dề lan đuôi tròn rất đẹp nha mọi người. Đấy. Và có một số cái hình kiều vuông hay gọi là thủy tiên vuông cũng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng và hai phần hoàng phi hạt. Tiếp theo là thanh đạm bút chì hay gọi là thanh đạm xanh. Đấy. Thì tới em sẽ quay phần cụ thể từ phần 1 và một số cái lồng và cái combo lồng sổ nha mọi người. Đấy. Rồi, trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại Zalo liên hệ là 0706115694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, thì mọi người mua một đơn thì cũng 30k, mua nhiều đơn thì cũng 30k nha mọi người. Thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Đấy. Rồi. Em sẽ quay cụ thể từng cái hình một cho mọi người xem nhé. Đấy. Thì hôm nay em tiếp tục về được một số cái hình chu đình vàng hay gọi là chu đỉnh vàng. Đấy. Thì nó cũng đây có cây, có hoa rồi, thì dòng này thì dòng địa lan nha mọi người. Đấy thì 100.000 cho một phần, cũng có hai bó. Đấy. Đây thì nó đang có hoa luôn nha mọi người. Thì cái mặt hoa của nó thì lúc nó tươi này, cái hình đây hoa năm cánh chính này, đây, có hai cái cánh hai bên này, một cái mũi một cái lưỡi nha mọi người, đây cái lưỡi thè ra như này, nó hoa rất đẹp nha mọi người. Đây. Rồi một bó như thế này á thì nó gồm rất là nhiều củ, nhìn này là một cái mầm hạt giống của nó nha mọi người. Đấy, thì cây của nó như thế này thôi. Đó. Thì cái này mọi người có thể về cắt cái này đi, bỏ đi cái ngọn này cũng được. Và chủ yếu với ươm cái củ này. Đấy. Ươm cái củ này nó sẽ nứt lên cái mầm mới nha mọi người. Thì cái dòng địa lan thì nó như thế, nó chủ yếu nó có dinh dưỡng nó củ và nứt cái mầm mới từ cái củ này. Rồi thì cái về cái mặt hoa của chu đình vàng này rất đẹp nha mọi người. Hoa năm cánh này. Thế này một số cái nó đang nở, một số cái nó chưa nở hết nha mọi người. Cái này đến mới nụ rồi. Nó chưa khép ấy lại. Thế này quá trình khai thác thì nó cũng ảnh hưởng một số cái này nha mọi người. Đây mặt hoa của nó này. Đó, năm cánh này nó có cái vệt ở trong này, nó rất đẹp nha mọi người. Đó, một số cái đen đen là cái nụ của nó. Đấy. Thì mọi người về trồng chậu như thế này là ok nha mọi người. Một bó rất nhiều củ, một phần như thế này hai bó nha mọi người, một phần này giá 100.000 nha, hai 100.000 cho hai bó. Rất là đẹp nha mọi người, hoa cũng rất là thơm nha mọi người. Rồi hai bó chu đình vàng 100.000, cũng có 8 phần nha mọi người, phần nào cũng 100.000 hết. Đây, đã báo sẵn rồi, đó. Đây, mọi người, đây, hoa của nó này. Đó, 5 cánh này. Đó. Một cái lưỡi cũng rất là hay nè. Hoa đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, một bó như này là 100 nha mọi người. Đây, bó 100, 100.000 cho hai bó nha. Bó nào cũng thế. Đây, về giá thì 100.000 hai bó. Đấy, cây này nó hay hơn nè. Thì em vẫn gửi đi cho mọi người có hoa như này, còn mọi người về muốn trồng thì mọi người cắt bớt đây này kia đi, trồng cho nó dễ.
cứ 100.000 hai bó nhé mọi người. Đấy, gồm có 8 phần. Đấy. Rồi thì em đi nhận một đấy. Rất đẹp mà, rất đẹp luôn. Rồi, ai mà thích màu vàng, không thấy màu vàng thì chọn cái mấy hoa này về trồng rất là ok nha mọi người. 100.000 cho hai bó. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái cây nguyên một cái gì trồng rất là to như thế này mọi người. Rồi, hoa có đôi trồng này. Đó, thì cái này có cái gì lớn này, nó ra hoa rất là đẹp nha mọi người. Này ngoài tự nhiên này thì nó có một cái cây thì nó ra hoa cái chùm hoa như thế. Đấy, nếu mọi người chăm tốt này kia thì nó sẽ ra nhiều vòi bông. Đấy. Rồi, thằng này là một thằng nguyên dề nha mọi người. Đấy, nguyên dề. Đó, này chữa rễ rất là tốt nha mọi người. Những cái rễ của nó này, cái đầu rễ như thế này. Cái này bà con bóc về như thế, mọi người về có thể cắt tỉa hết ra. Đây, cái điểm của nó bám vào đồng cây là ngay chỗ này nha mọi người. Đó. Nó cho ra cái gì thật là to như thế này nha mọi người. Cái gì này thì nó gồm có 8 ngọn nha mọi người. 1 2 này. 3 này. 8 ngọn nha mọi người. Đây đây, nó có vỏ hoa dưới này, nó sai hoa luôn. Thì những cái gì nên nó giá trị là mỗi lúc nó ra hoa thì ra hoa đồng loạt nha mọi người. Nó ra hoa đồng loạt không? Đấy. Thì mọi người về tìm vị trí cái trụ nào ghép lại như thế này. Đó, trong rừng thì nó bám như thế nha mọi người. Tới mùa thì nó ra hoa đẹp ta. Đó, cây rất là khỏe luôn, hàng trồng rừng bóc rừng nha mọi người. Hôm nay chỉ có được một về này một này thôi mọi người. Rất là nặng ký luôn đây nha mọi người. Nặng tay kinh khủng luôn. Đấy, cây đẹp nha mọi người. Hoa sai này. Đó, này có một cái tác phẩm trầu rất là đẹp. Rồi, nguyên về nha mọi người. Đấy, cái này banda để gió đấy. Nó để gió này cũng biết rất là dễ trồng nha mọi người. Thì chơi cái này ngắm rễ không là cũng phê rồi nha mọi người. Rồi cái về trồng rừng này giá là 450 cho cái gì lớn 8 ngọn như thế này nha mọi người. Tính cái ngọn như thế này, 8 cái ngọn như thế này nha. Đó, quá đẹp luôn. Đấy, lâu lâu mới có một cái về như thế này nha mọi người. Hoa trồng thì đẹp tuyệt vời rồi. Đó, thì cái về lớn thì mọi người về nó ra nhiều bông như thế này nè. Rồi, nó là đôi trồng nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có vài cái phần kiều vung. Đấy. Thì cái mặt hoa của kiều vung đây. Đấy, hoa nó có 5 cánh bầu. Cái họng màu hơi vàng cam nha mọi người. Đấy. Thế này hoa nó, cây này nó nở từ ngay thân già. Thì nhìn nó ít bông và nó cũng chưa được căng lắm nha mọi người. Đấy, thì thế này nó mới bị nở bói này kìa. Đấy. Thì khách cái này mà khách mua cái vùng của em này, về trồng thì nó ra cái rễ. Đó, thì mua người về cắt tỉa trồng thì nó sẽ ra những rễ đẹp như thế này mọi người. Đấy. Cái vùng cũng dễ trồng thôi. Đấy. Thì hoa của nó khi nó đầy đủ này kìa thì nó ra những cái chùm hoa rất là đẹp. Đấy. Và những cái tác phẩm kiều rất là ok nha mọi người. Rồi. Cái hình kiều vung đầu tiên thì hôm nay em có một cái dề rất là lớn và một cái dề nhỏ rất đẹp đây, nói chung là đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người. Em bán chung kẹp luôn này cho khách về trồng chậu thật là to đấy. Dề đầu tiên này, dề đầu tiên là một cái dề lá mít nha mọi người, lá mít lên cân nha mọi người. Đó, cân rất đẹp này, lá mít đồng xu rất đẹp này. Đó, đấy, cái thế đứng chậu của nó rất là đẹp rồi nha mọi người. Đây. Rồi, đại dề đầu tiên này, quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo, dề số 2. Đây, một cái nguyên dề luôn nha mọi người. Đây, người ta bóc về trong cái cây rất là to nha mọi người. Đây, người ta bóc về trong một cây rất là lớn luôn. Đó, thằng này thì cũng một cây cũng mít nha mọi người. Mít tròn đẹp nha mọi người. Đây, thằng này 4 lá, kiểu 4 lá luôn. Đó. Đây, những lá rất đẹp nha mọi người. 4 lá này, lá tròn, quá đẹp luôn. Đó, to vĩ đại nha mọi người, tròn to. Rồi, nó gồm rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy, thì đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Đấy, 11 cái thân tơ luôn nha mọi người. Đây, một cái gì to vĩ đại như thế này. Đó.
mà chưa tính những cái thân già nha mọi người. Đấy, 13 cái thân tơ. Đấy, thì những cái gì như thế này á, thì nó đồng tính chất này nha, lúc mà ra hoa thì nó sẽ ra hoa đồng loạt. Cái này thì nó sẽ có nhiều cái vòi hoa cho mọi người ngắm nha. Đó, cây rất là khỏe luôn. Vòi hoa của nó khỏe, nó to này, nó ra vòi rất là dài nha mọi người. Này thì nó ra hoa thì đây, những cái vòi rất là dài, cái này bị cục rồi nha mọi người. Ra hoa có trái này. Đấy. Đây, những cái vết hoa cũ của nó này. Đó. Đó, vòi rất to nha mọi người. Đó, nguyên dì rất đẹp. Không thể chê vào được nha mọi người. Đó, thì mọi người trồng thì nó sẽ lên. Vòi hoa rất dài luôn. Đó, quá đỉnh, quá đẹp luôn nha mọi người. Về mọi người cố định lại nó sẽ đẹp rồi. Rồi hai về nha mọi người. Hai về, nhè đẹp thứ nhất, nhè đẹp thứ hai này. Đó. Rồi, thuộc hình số 3, 400 cho hai về mít đẹp này nha mọi người. Quá đẹp luôn. Lâu lâu mới có những cái tác phẩm kiều vùng đẹp như thế này. Rồi. Tiếp theo, đến hình số 4. 150 cho về 11 thân nha mọi người. Đây có một dệt kiều vùng rất đẹp này. Đấy, gồm có ấy và có thằng lỏng ở trong này nha mọi người, hai trong một luôn. Đó, quá đẹp. Thì tính thằng lá của nó là đến 11 cái thân nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nha mọi người. Đấy, 11 cái thân tơ như thế này. Đó, quá đẹp nha mọi người. Đây mọi người về trồng chậu linh rất đẹp luôn. Thì những cái gì như thế này thì nó đồng tính chất thì nó sẽ ra hoa cùng một lúc nha mọi người. Giống này giống cái vùng lùng ra hoa này. Đấy, đây những vết hoa cũ nó chỉ như thế này nó ra hoa thôi. Đó, vòi hoa nó rất dài nha mọi người. Đó, quá đẹp. Rồi, hình 4 kiều vuông 150 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo hình số 5, hình số 5 thì 100.000 cho 2 dề. Rồi đây dề đầu tiên này, nguyên dề. Đó, còn có 1 2 3 thân tơ. Lá rất đẹp nha mọi người. Đấy, kiểu cái lá như thế này rất đẹp rồi này. Đó thì mà sao cho những cái vòi hoa rất đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Dề số 2 cũng có 1 2 3 4 thân tơ này, lá cũng tròn này, bốn lá luôn nha mọi người. Đó, quá đẹp. Đấy, mọi người ghép hai cái dề này lại thành một chậu thật là đẹp luôn nha mọi người. Hình 5 100.000 thôi. Rồi tiếp theo đánh hình số 6. 100.000 cho 3 dề nha mọi người. Đấy. Rồi đây dề đầu tiên này. Đó, dề này cũng là mít rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Dề số 2 cũng có 1 2 3 4 5 6 6 thân tơ nha mọi người. Đó, nguyên miếng nguyên dề rất đẹp luôn. Đấy, người lên chậu thì nó sẽ đẹp. Đó. Rồi, tiếp theo dề số 3 này. Dề số 3 cũng có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đấy. Kiểu hôm nay rất đẹp, kiểu hôm nay rất đẹp rồi. 600.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo hình số 7. Hình số 7 cũng 100.000 3 dề nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp đây dề đầu tiên này, cũng có 1 2 3 4 5 thân tơ nha mọi người. Đó. Cây lá cũng rất đẹp nha mọi người. Đó. Này nó giống như lá kẻ nha mọi người. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo dề số 2 này, dề này cũng có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Đấy. Cây thân to khỏe nha mọi người. Đấy, lùng thôi nhưng mà nó có vấy hoa này. Đó. Rồi, tiếp theo dề số 3 này. Đó, dề này cũng có một thân tơ rất là to nha mọi người, bốn lá luôn. Đó. Rồi hình 7 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đó là lan hoàng phi hạt nha mọi người. Hoàng phi hạt ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đây. Mọc là đây và hoa của nó cũng rất là sai, trên một cái đốt của nó thì nhiều bông nha mọi người. Cái hoa này thì xếp vào dạng hoa cho Tết nha mọi người. Nó này mà được trưng dụng trong các dịp Tết. Đấy. Có các búp này, giống như búp mai này cái thứ lộc á, lộc đầu năm nha mọi người. Thì thằng này có hai màu và loại ba màu thì nói chung là màu chủ đạo của nó thì nó vẫn màu trắng và màu vàng nha mọi người. Rồi. Đó là lan hoàng phi hạt nha mọi người. 100.000 cho hai dề. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đấy, gồm có 1 này, 2 3 4 5 6 thân tơ nha mọi người. Đấy, 6 thân tơ. Rất đẹp.
những cái thân như thế này thì Tết này nó sẽ có hoa chơi nha mọi người. Đấy. Đây đến Tết thì nó sẽ rụng lá hết, cái này kia là nó sẽ có hoa cho mọi người chơi. Một này. Và tiếp theo số 2 này, đó, ông có 1 2 3 thân tơ nha mọi người, đây rụng lá hết rồi này. Này chuẩn bị có hoa này. Đó. Rồi, một phần hình số 8 giá 100.000 2 dê nha mọi người. Rồi tiếp theo hình số 9 100.000 cho 3 dê. Rồi đây là dê đầu tiên này, 1 này. Hai thân tơ này, cái này bị gãy mất cái ngọn rồi. Đấy. Rồi tiếp theo dê số 2 này, cái này cũng có 1 thân tơ, 2 thân tơ này, đấy. Cây này gần rụng lá rồi, nên chuẩn bị có hoa cho mọi người ngắm nha. Đấy. 2 này. Rồi tiếp theo dê số 3 này, đó, 1 2 thân tơ đấy, cũng rụng lá gần hết rồi này. Đó. Đây, cái thân này chưa nở hết thì nó sẽ tiếp tục nở hoa nha, cái dòng hoàng phi hạt là như thế. Rồi, hình số 9 100.000 cho 3 dê nha mọi người. Đó. Nó có hai phần hoàng phi hạt thôi. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có vài cái phần thanh đạm xanh hay gọi là thanh đạm bút chì nha mọi người. Đấy, mặt hoa của nó đây nha mọi người. Hoa năm cánh rất đẹp nha mọi người. Đấy. Hoa đẹp cực kỳ nha mọi người. Cũng là trong đó cái dòng thanh đạm hoa cũng đẹp. Hai cánh bút lên nhìn nó nghị lực chứ sợ. Rồi. Dì đầu tiên, đấy, dì này thì này cũng khá là độc đáo nha mọi người. Đấy. Thì thằng này là một cái thằng lá kẽ nha mọi người. Thì đây. Khi nó lớn cái này kia thì nó ra cái kẽ màu vàng này, còn thằng khi nó ấy thì nó có tiền tố ấy này. Đó. Đây này đằng sau này. Đó, những cái vật nó ấy sẵn rồi này mà. Đó, thì khi nào nó lớn cái này kia là nó hiện rõ luôn này. À, nó vẫn tươi nha mọi người, nó tươi nhưng mà nó bị úa, bị vàng vậy đó, nhưng mà cái dòng của nó như thế này, này nó lên như thế này, nó lên vàng, đó. Cây của nó như thế nha mọi người, tiền tố của nó là nó đã có rồi, đó. nguyên một chè nha mọi người, thì cái này nó cũng đang có nụ này, chuẩn bị đây nụ của nó này, nó đang chuẩn bị có hoa nha mọi người, trong các mắt nó đang có hoa đây. Đang có hoa này. Đó. Mùa này mùa của thanh đạm nha mọi người, hoa của thanh đạm. Nó nguyên dề của nó nha mọi người, đây, nguyên dề. Đây thì mọi người về trồng, đây kia là chăm sao cho có những cái khi nó ấy nó ra những cái màu này rất đẹp mọi người. Này do nhiều lúc ở rừng sâu nó ăn này kia nhưng mà ở nhà thì nó sẽ đẹp nha mọi người. Đấy, những cái lá này nó cũng nghệ thuật lắm đó. Rồi, hình 10, giá 100.000 cho cái dề thanh đạm này nha mọi người. Đấy, số 10. Nó nhiều, nó lành, nó ra nhiều hoa lắm nhé người. Đấy, trên một cái cây như thế này, nó lành đầu ngọn ra nhiều hoa lắm. Đấy. Rồi tiếp theo, dề số 2, đó dề số 11, cũng thanh đạm xanh lắm nhé người. 100.000 cho dề này. Đó, cây nguyên dề cũng rất đẹp nhé người. Đó. Thì mùa này thì mùa của nó đây, nó nụ đang nắp hết ở trong cái ngọn này. Đó. Nguyên dề nhé người. À, cái cây này thì nó lại không có cái tiền tố nó sọc vàng như bên kia nha mọi người. Đấy. Nó xanh hơn. Đấy. Đó, trong này nó có mấy cái hết rồi nha mọi người. Đấy, đang nụ này. Đó. Rồi, chuẩn bị ra hoa cho mọi người ngắm nha. Đấy. Hình 11 giá 100.000 nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo hình số 12 100.000 luôn chứ về. Đây cũng nguyên về nha mọi người. Đấy. Đây thì cái dòng của nó là như thế nha mọi người. Thì ít bữa nó ra hoa rồi xong nó lên cây con mới nha mọi người. Đây như thế này là những cây con mới nó này. Đó và đang có nụ luôn nha mọi người. Thằng này thanh đạm thì nó cũng dễ trồng. Đây những cái cây lên và nó có trái này, ra hoa và nó có trái lại này. Đó. Đây những cây này đang nụ này. Rồi, thanh đạm xanh nha mọi người. Hình 12. Hình một chì 100.000 cho dề này nha mọi người. Rồi tiếp theo hình số 13 100.000 cho 3 dề nha mọi người. Đây là dề đầu tiên này. Dòng này mùa này thì thanh đạm đang có nụ hết nha mọi người. Nụ của nó này. Rồi tiếp theo dề số 2 này. Đó. Đang nụ nha mọi người. Rồi tiếp theo dề số 3 này. Đó. Cây cái dạ hành của nó mập rất là khỏe nha mọi người. Rồi 13 100.000. Rồi tiếp theo hình 14, hình này lộn xộn nhưng mà 100.000.
có thanh đạm bút chì nè, đấy mấy cây rừ rừ đây này, này nó cũng có nụ hết trong này nhưng mà đây, đang nụ này, này mấy cây rừ rừ nè, vậy lấy giống này này trồng vào một cây thì nó cũng lên khá nhiều mà nó đi tiếp tục lần lần này. Rồi, thanh đạm đấy. Tiếp theo là thục đoạn nhưng mà đấy. Thục đoạn này hoa rất đẹp. Cây này thì nó kiểu như bonsai nhưng mà thân của nó kiểu như bonsai rất đẹp. Đó, mình về này. Rồi, về số 2 này đấy. Thằng này thì nhiều lúc đó là còn làm thúc nhưng mà đây, có một con ếch nằm ở đây này. Rồi, hai về. Rồi, tiếp theo là một cái về lỏng đó. Đấy. Cây này thằng nhìn cái thân lá nó đẹp. Chắc hoa nó cũng em cũng biết cái thao hoa này là gì, nó mọc hoa ngay chỗ đây này. Đó. Cũng hay hay đó, mọi người về trồng cho vui. Rồi, hình 14, 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo hình 15. 100.000 cho một cây thanh đạm và một cây lỏng nha mọi người. Cây này thanh đạm này. Đấy. Này thì ở chỗ em bà con gọi là thanh đạm Kim Anh nhưng mà nó có tên thanh đạm mà gì thì em cũng đấy. Cái nấc này không biết nó nụ là cái gì nhưng mà đấy. Như là nụ là đấy. Nó mùa này một thanh đạm thì chắc chắn là chắc nụ quá đấy. Cây cũng rất đầy nhưng mà đấy. Em thấy cái này hoa được nó thấy cũng đẹp lắm. Rồi nguyên dề này một này. Rồi một cái dề lọng nhưng mà đấy thì bóc ở trong cái lỗ cây này đó. Thì mọi người về trồng cái cây nào ghép vào trong nó sẽ đẹp đấy, lỏng đấy. Ai mê lỏng thì những gì thế này thì nó không thể bỏ qua được. Rồi lỏng nha mọi người đấy. Lỏng nó hoa nó bé nhưng mà nó rất đẹp nha mọi người. 15-100.000 nha mọi người. Rồi cuối cùng em có một cái combo lồng sộn, không có rất nhiều loại lan nha mọi người. 150-160 loại lan này. Thứ nhất là lan viết nhung đỏ nha mọi người, một này, hai này, ba này, bốn này, đó, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, đó, bảy cây viết nhung đỏ. Tiếp theo là lan giáng hương tam màu sắc nha mọi người, lá xếp dày rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cái dề hoàng lan rất đẹp luôn. Dề nhỏ mà thân tơ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 thân luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn, dề hoàng lan. Rồi tiếp theo là kiều vuông nha mọi người. Đây kiều vuông 1, 2, 3, 3 thân tơ, lá cũng rất đẹp nha mọi người. Giống này giống lùng, ra hoa này, đây, và hoa rất dài nha mọi người. Rồi, mấy cây lỏng. Đây, lỏng 7, 3 đi đây. Hoa này. Một cái hai cái cây đu trồn rồi đấy. Đu trồn hoa trên đấy. Giống như hoa trên là hai cái dây trồn khá là lớn này, mọi về trồng ra rễ ra đồ rất là đẹp. Rồi combo lồng sộn 6 loại lan 150 nha mọi người. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694 rồi. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người đồng thời gian sớm nhất nha. Rồi bên nhà em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, mọi người mua một đơn thì 30k, mua nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Thống nhất với ship 30k. Rồi mọi người mua thì điện thoại thì em liên hệ trực tiếp cho em số đó nha mọi người. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh Ven trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những clip mới về các mặt hàng lan và sản phẩm chè dây rừng thì mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất khi có các sản phẩm mới nha mọi người. Rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những cái lan tươi đẹp về cho mọi người sưu tầm nha. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Rồi chào tất cả mọi người nha.